Em Minh xin chào tất cả quý vị và các bác. Chào mừng quý vị và các bác đến với kênh YouTube của Em Minh Audio Sài Gòn, cửa hàng có địa chỉ tại 31 Phan Huy Ích, thành phố Hồ Chí Minh. Để kịp thời theo dõi cũng như là giao lưu nắm bắt những mặt hàng tại cửa hàng, những video mới nhất mà Em Minh up trên YouTube. Phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn có nút đăng ký. Quý vị và các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Đồng thời có hình biểu tượng chuông, quý vị ấn vào hình biểu tượng chuông. Khi mà Em Minh có những video mới thì sẽ tự động báo về quý vị và các bạn để quý vị cũng như là Em Minh có thể trao đổi và giao lưu những món audio tại cửa hàng của em với một mức giá cực kỳ là hợp lý nhất. Và trong video này Em Minh sẽ test một chiếc âm ly piano có cái model là SX3500. Con này thì em đã test cách đây vài ngày và hôm nay lại tiếp tục có hàng. Chiếc âm ly này thì về mặt phanh nhôm còn rất là mới. Chiếc âm ly này cực kỳ hay, rất hay trong tầm giá. Được rất nhiều các anh em audio cũng như nhiều shop bán. Chiếc âm ly này đánh từ 4 đến 16 ôm, đánh 4 sò than cánh, dòng 2 vít, xanh đen. Trở kháng từ 4 đến 16 ôm và đánh được hai cầu loa A cộng B. Bây giờ em mình sẽ test với cặp loa 4312A Control Monitor. Các bác cùng lắng nghe nhé. Và giá của chiếc âm ly này em báo giá luôn. Pioneer SX 43.500 có mức giá là 4 triệu 500 nghìn đồng. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu sở hữu, vui lòng liên hệ trực tiếp cho em. Đây là một chiếc âm ly rất hay. Có thể cho chúng ta phối ghép với nhiều dòng loa như là JBL, Pioneer, Dayton. Rất là nhiều các dòng loa Nhật, nói chung nó đánh rất là đa năng, giống như là Pioneer 7800 mắc đôi huyền thoại vậy, rất dễ phối ghép. Và công suất của chiếc âm ly này là 200W. Bây giờ em sẽ test cho quý vị cùng thẩm thẩm chất âm nha. Hai đứa chung chăn truyền nhau chung điếu thuốc, anh yêu cho tôi giấu giặc mình nhà bên, nhưng cũng đôi khi mình mơ mộng một lần những đêm nằm thương tình thơ ngày đã qua, lòng buồn nhiều hơn vui nên lần đi phép cuối tuần này gặp em đã 4 năm rồi, hai đứa tôi thương vì chung nhau chi kể anh nghe cũng vào mùa sầu riêng, buông bút buông nghiêng rời xa tuổi ngọc ngà, bỏ quên người yêu vào đêm không ánh sao mà hôn ngờ chiếm bao, nên mùa chia cách cũng là mùa sầu riêng. Hôm qua nhận được thư người yêu viết cho tôi hỏi rằng anh có nghe ve sầu rừng rưng mùa hạ, anh có nhớ ta xanh bước trong vườn sầu riêng xưa, anh ơi mùa
sầu riêng đã chín, nhớ thương cũng chín muộn. Nhưng chín chín mà người trái chưa trả lại, đêm vắng bóng trong cơn luyến nhớ em hay mộng hay mơ. Khi yêu nhau rồi hai đứa hai nơi, làm sao không bối rối, nhưng còn quê hương khói lửa mịt mờ xưa. Nên dẫu khi xa người yêu tôi ngọc ngà, trái tim đời trai thề rằng cho nỗi sầu một lòng là chính nghĩa.